Tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 vừa khai mạc vào sáng nay 22 tháng 6. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Oliver Lan Lẹp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam. Tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 tại siêu thị Go phục vụ du khách trong và ngoài địa phương từ ngày 22 tháng 6 đến 26 tháng 6. Thành phố Cần Thơ phối hợp với Central Retail Việt Nam tổ chức hoạt động này với hơn 150 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản đặc trưng của các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Một số tỉnh thành ở khu vực Đông Nam Bộ cũng tham gia như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An. Hoạt động tạo thêm cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất ở Nam Bộ giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phía siêu thị Go Cần Thơ còn giới thiệu các sản phẩm đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Thuận, vân vân. Đại diện tập đoàn Central Retail cho biết rất quan tâm kết nối các sản phẩm Việt Nam, rất nhiều sản phẩm đã được giới thiệu tiêu thụ ra nước ngoài theo chuỗi của tập đoàn.